Xin chào anh em nhé. Hôm nay thì mình ở đây đang có mặt tại đại lý Toyota Pháp Vân Hà Nội. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe Toyota Fortuner. Đây là bản Fortuner số sàn nhập khẩu nguyên chiếc Indonesia, một trong những chiếc xe nhập khẩu hiếm hoi còn lại. Và thực ra là xe Fortuner số sàn thì rất nhiều anh em đánh giá rồi, rất nhiều bài review rồi. Mình sẽ không nói chuyên sâu hơn về xe một chút. Thì mình muốn giới thiệu đây là một chiếc xe rất đặc biệt. Thứ nhất là đây là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc, gần như là cuối cùng còn sót lại. Và thứ hai, đây là một cái chiếc xe mà cực kỳ là đẹp. Chiếc Fortuner này nhá, xe đây là xe mới nhá. Con này là xe mới nguyên chiếc 100% và chưa đăng ký tên ai cả. Vẫn là dành cơ hội cho các bạn để mua xe. Xe được trang bị rất nhiều cái phụ kiện và đồ chơi. Ở cái Fortuner này ấy, thì anh em nào mà dùng Fortuner đã biết. Thứ nhất là xe này được trang bị rất là nhiều. Anh em nhìn cái mặt ca lăng phía trước nhé. Cái mặt ca lăng phía trước là xe đã được thay toàn bộ cái phần lưới tản nhiệt cũ ở đây. Xe là nhựa này. Cái logo cũng là nhựa. Thì xe thay bằng một cái logo mạ chrome. Và một cái phần các cánh tản nhiệt cũng mạ chrome nhé. Đây này. Chiếc xe được thay toàn bộ cái mặt trước này. Đấy, mạ chrome. Rất là đẹp. Thứ hai là cụm đèn này. Xe trang bị công nghệ đèn là đèn halogen nhé. Nhưng mà cái viền đèn này này cũng được mạ chrome hết. Đây là cái Fortuner mà gần như là được trang bị full tất cả những cái gì mà Toyota có thể lắp thì lắp lên cái chiếc xe này rồi. Ở dưới nhá, cụm đèn gầm này, cụm đèn gầm nguyên bản nhá. Cái phần này là nhựa thôi, cũng được thay bằng chrome nhá. Đây là cũng được mạ chrome. Về cái thiết kế thì nói thật là khi mà thay hết cái cụm đèn mạ chrome vào, anh em nhìn từ bên ngoài, anh em sẽ không thể biết được đây là bản Fortuner số sàn, bản thấp nhất. Mà đây gần như là bản, cái thiết kế ngoại hình của con bản cao nhất rồi. Fortuner thì ở đây là bản 2.4 máy dầu một cầu nhá. Mình nói qua một chút thì xe sẽ có kích thước là dài 4m8, cao và cao 1m8. Đây, mình mời anh em xem qua ở bên sườn xe nhá. Ở ngoại thất đấy, ngoại trừ phần đầu là mạ full chrome, thì ở đây cái gương ấy, gương cũng được mạ chrome ở cái gáo gương này. Đây là mạ chrome ở gáo gương nhé. Có vèm mưa này, vèm mưa này, bộ vèm mưa này là hàng nguyên bản Toyota nhé. Sẽ có một bộ vèm mưa này. Ở đây là sẽ có hai phần nhé. Một phần hõm chống xước này, mạ chrome này. Và cái tay nắm cửa, mình nói một chút riêng về cái tay nắm cửa. Tay nắm cửa này là không phải tay nắm cửa mạ chrome, mà tay nắm cửa này là thay mới luôn đấy. Đây mình đang có tay nắm cửa cũ nhé, mình sẽ cho anh em xem. Đây là cái tay nắm cửa cũ của xe này, là nhựa nhá. Anh em có một cái tay nắm cửa nhựa. Thì ở đây thì đại lý đã thay mới bằng tay nắm cửa chrome. Đây là một cái tay nắm cửa mới đấy, tháo mới chứ không phải là ốp chrome lên đâu. Đấy, nó cho cảm giác cầm nắm rất là chắc chắn nhá. Đấy. Thứ hai là ở đây sẽ có một cái bộ viền chân kính này, rất là đẹp. Viền chân kính nha, để nó tăng cái độ đẹp của xe, rất là giống cái dòng xe cái cao cấp của Fortuner. Rất nhiều đồ trên xe, rất là nhiều anh em nhé. Mình giới thiệu qua một chút về cái xe này. Xe thì ở đây phiên bản số sàn nhập khẩu này, bản này sẽ có trang bị bộ vành là vành 17 inch nhé. Vành ở đây là vành 17 inch, là răng đúc hợp kim. Phanh là phanh đĩa 4 bánh nhé. Đấy. Về mọi cái thông số kỹ thuật thì giống các phiên bản khác thôi. Giá đang niêm yết là 1.094.000.000, chưa kể khuyến mại. Đây, nhân vào đây giúp anh để cho xem mọi người thấy đây. Anh em có thể thấy đây, con này sẽ là nhập khẩu nguyên chiếc Indonesia. Đây, nhập khẩu nguyên chiếc Indonesia nhá, mới 2019 nhá, không phải xe 2018 không anh em lại bảo đây là xe cũ. Thứ hai, anh em có thể thấy ở đây này, xe này vào trong xe nội thất cực kỳ đẹp. Thứ nhất là xe ngay từ cái bậc lên xuống đã được bậc lên xuống này, là bậc lên xuống đã có một ốp bậc lên xuống không đèn này. Đấy, bậc lên xuống được ốp nhé. Ở đây này, cái này bóc ra, lúc nào lấy xe thì mình sẽ bóc ra. Thứ hai ấy, cái phần trải sàn nhá, thường khách hàng mua xe sẽ hay được tặng cái trải sàn, nhưng mà đây không phải là trải sàn bình thường, đây là trải sàn 5D cộng với thảm cỏ dối này, rất là sang trọng em nhìn nhé. Đây là thảm trải sàn 5D. Và con này nhá, con này là xe nhập, đây là nguyên bản. Ghế là xe ghế nỉ, ở đây sẽ là bọc ghế da cho anh em. Ghế da này rất là đẹp. Ngoài ra mình giới thiệu một chút cho anh em, sẽ có cam hành trình này. Ở đây sẽ có một cái cam hành trình này, một bộ màn hình này,
màn hình DVD nhé. Con này là xe lắp ráp thì sẽ có màn hình rồi, nhưng mà xe nhập thì chưa có, nên ở đây sẽ trang bị sẵn cho anh em một cái màn hình DVD này, cam hành trình này. Đấy, màn hình DVD đây, cam hành trình đây nhá. Ngoài ra là sẽ có cam lùi hết rồi, không thiếu một cái gì nha bạn, cực kỳ nhiều đồ luôn. Đây, con này máy dầu 2.4 nhá. Đây này, anh em nhìn đây nhá, cái phần kính này đây là kính 3M nhá, kính 3M và trải sàn là sàn 5D thảm cỏ giới, cực kỳ là xịn luôn. Đây, nội thất này, cái này là những cái đồ tháo ra, tất cả đồ đây là đồ nguyên bản Toyota nhé, chứ không phải đồ linh tinh đâu. Đấy, thảm cỏ rối 5D này, ghế trải, ghế bọc da, cực kỳ nhiều đồ luôn, full option, quá đẹp luôn. Đấy, anh em, con này thì phiên bản mới này đã trang bị 7 túi khí cân bằng điện tử cho anh em nhé, 7 túi khí cân bằng điện tử an toàn thì có ABS. Nói chung là về xe thì anh em có thể xem rất nhiều cái bài review, hôm nay mình sẽ nói về đồ chơi con này có thôi. Đây này, cái này là ốp mạ chrome cho nắp bình xăng diesel nhá, máy 2.4. Đây, mình giới thiệu anh em chút về đằng sau nhá, cụm đèn sau của xe nhá, xe cũng được mạ chrome luôn, cụm đèn sau cũng được mạ chrome luôn. Đấy, viền chân kính xung quanh xe luôn. Và thứ hai, anh em thấy ở đây này, mình sẽ giới thiệu cho anh em một chút cái viền của cái cửa sau cũng được thay nhé, là mạ chrome. Cái viền cũ là viền nhựa thôi, ở đây là viền mạ chrome được thay này. Đấy, viền mạ chrome được thay. Đấy, có camera lùi rồi, có cảm biến lùi rồi. Nói chung là con này thì nói về option thì chắc là vô địch rồi. Đấy, thì đây, mình sẽ cho anh em xem kỹ hơn về xe. Rất là đẹp, full mạ chrome nhá. Nói chung là mình chưa tìm hiểu kỹ xem là cái bộ này nó đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng mà riêng cái việc thay cái mặt lăng phía trước cộng với thay cái tay nắm cửa này, thay cái mặt sau chắc phải 3-4 chục rồi. Tổng bộ đồ này chắc mình nghĩ phải đến cả 100 triệu, tất cả hàng chính hãng hết anh em nhé. Đây, đây mình sẽ ở đây đang có một con nguyên bản nhá, để anh em thấy sự khác biệt này. Đây là phiên bản Fortuner, số sàn nguyên bản, anh em thấy nhá. Đây này, cái phần đầu xe, cái phần lưới tản nhiệt ở đây nguyên bản nó sẽ là nhựa nhá, nhựa này chưa phải mạ chrome đâu. Con kia là phải tháo cả cái bộ này thay bằng bộ mới đấy. Ở dưới này, ở dưới đèn gầm cũng chưa được mạ chrome này, phần này cũng chưa có mạ chrome này, cụm đèn trước sau chưa mạ chrome này. Đây là nguyên bản này, con này là nguyên bản lắp ráp nhé, con này là nguyên bản lắp ráp này. Đấy, chưa có ốp gáo gương này, tay nắm cửa là nhựa nhá, con kia là phải thay cả tay nắm cửa chứ không phải là mạ thế đâu. Đấy, đây nội thất bên trong xe nhá, con kia này đây nguyên bản là ghế nỉ anh em, nguyên bản là ghế nỉ nhá, sàn nỉ nhá, con kia là sàn 5D, ghế da rồi, nội thất da hết rồi. Đấy, con này có màn hình vì nó là bản lắp ráp, còn con kia là nhập khẩu nên là nguyên bản là màn CD thôi. Đấy, đây, đây này, anh em xem nhá, ở phía sau này, cái chữ Fortuner đằng sau này, đây là nhựa nhá, cái con kia là cũng thay cái này và mạ chrome luôn. Đây sẽ có cái viền đèn nữa này, sẽ có cam lùi. Nói chung là nói thật là anh em nào chịu chơi mua con kia thì cực kỳ là sướng luôn. Thứ nhất là xe nhập này, thứ nhất nó sẽ là xe nhập cho anh em. Đây, ở đây mình, đây anh em có thể thấy này, đây là con Fortuner 2.8 bản cao cấp nhất, thì tất cả đồ con kia đều lấy từ con bản 2.8 cao cấp nhất. Đây, đây, đây là con 2.8 nhá, 2.8 số tự động. Đây là con 2.8 này. Đấy, đây là con 2.8 nhá. Đấy, đây, anh em nhìn phía trước này, ở đây là con 2.8, thì để phân biệt so với con số sàn của mình thì con này là đèn full LED, con này sẽ là đèn full LED nhé. Thế nhưng mà cái mặt ca lăng này là mạ chrome này. Đấy, đây anh em có thể nhìn, nếu mà nhìn từ bên ngoài, từ phần đầu xe này không ai biết đây là bản số sàn đâu, tất cả đồ là đồ tháo lắp mới hết, cực kỳ là chất luôn, quá đẹp. Đấy, giá xe này đang bản nhập đang là 1.094.000 và một đống đồ này, ngoài ra anh em còn đang được ưu đãi một mớ tiền nữa.
một đống đồ và một mớ tiền. Anh em mà muốn lấy xe cứ liên hệ với mình nhé. Cảm ơn anh em.